năm 1974 thì Trung Quốc đã dùng cái vũ lực đó để mà cưỡng chiếm Hoàng Sa, tức là sử dụng sức mạnh. Nay thì nếu như trong trường hợp mà Việt Nam có đề xuất ra quốc tế như vậy để thu hồi lại chủ quyền ấy, nhưng mà Trung Quốc vẫn lại tiếp tục sử dụng cái sức mạnh của mình và nhất định không chịu rời bỏ cái vùng lãnh thổ đó, thì theo ông phải hành xử như thế nào? Trở lại cái vấn đề mà gọi là lưỡi bò đó, cái vùng mà Trung Quốc nói là từ đảo Hải Nam mà xuống cho tới Hoàng Sa, Tây Sa của mình đó, thì đó là một cái sự vi phạm lãnh thổ không những của Việt Nam mà của các quốc gia Đông Nam Á. Thì Việt Nam cần liên minh với lại những quốc gia đó tiếp tục hỗ trợ mạnh hơn, là tại vì cái vấn đề không chứng là trong tương lai những cái khu vực đó có dầu hỏa hay là khí chất, nhưng mà hiện bây giờ đó trên cái vấn đề ví dụ như là đi đánh cá chẳng hạn, Trung Quốc đòi nói là cái vùng này là của chúng tôi, mấy anh vào đó là phải xin phép. Thì anh thấy rõ đó, nghĩa là họ cứ từ từ họ xâm chiếm lên, mà tôi thấy chính phủ Hoa Kỳ cũng bắt đầu cảnh cáo. Thì đó là một cái ví dụ là khi mà quyền lợi kinh tế của một quốc gia bị xâm phạm đó, là mình có một cái lý do chính đáng để phản kháng, và có cái lý do để kết hợp với các quốc gia khác và hoạt động là nỗ lực nghĩa là mạnh mẽ hơn, chứ không thể nào mà ngồi yên. Thì khi theo tôi nghĩ đó, khi Trung Quốc thấy cái đối đầu với một cái nỗ lực với nhiều quốc gia liên kết với nhau và những cái đại cường quốc như là Hoa Kỳ hay là một số quốc gia Âu Châu mà hỗ trợ đó, thì họ sẽ không có trắng trợn mà vi phạm như là họ đang làm bây giờ. Trước đây như ông đã nói là Hoa Kỳ đã có một cái sự thông đồng nào đó đó, họ đã nhắm mắt để cho Trung Quốc có cái sự thuận lợi hơn trong cái động thái tấn chiếm Hoàng Sa. Nay theo ông thì liệu là Hoa Kỳ khi được yêu cầu đó để phối hợp lập trường, thì liệu là Hoa Kỳ sẽ chân thành nghiêm túc hơn hay không để mà cộng tác với những cái quốc gia chẳng hạn như Việt Nam đó, trong trường hợp mà Việt Nam muốn được khiếu nại và lấy lại chủ quyền ở Hoàng Sa? Trên cái phương diện đó thì chính phủ của ông Obama cho nên hơn một năm đã tuyên bố nó là cái chiến lược của chính quyền Obama sẽ là quay về, họ dùng cái chữ pivot về Á Châu. Thì đó là một cái tuyên bố của Hoa Kỳ để trở lại cái vùng đó mà từ mấy năm trước vì chiến tranh ở Afghanistan hay là Iraq họ không có để ý nhiều, bây giờ họ muốn trở về để ngăn chặn cái ảnh hưởng của Trung Quốc. Thì theo tôi thấy đó là ông Tổng thống Obama nếu mà muốn để một cái di sản gì tốt đẹp trên cái gọi là cái chính sách đối ngoại của ông ta, thì cũng nên có những cái biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn ảnh hưởng của Trung Quốc. Và chuyện mà Trung Quốc lấn hải thổ của mấy quốc gia Đông Nam Á này, đó là một cái cơ hội để cho chính quyền Hoa Kỳ hoạt động mạnh mẽ hơn từ trước đến bây giờ. Thưa ông, trở lại cái sự kiện tháng Giêng năm 1974 đó, thì ông đánh giá thế nào về phản ứng của Hà Nội đó? Theo ông thì Bắc Việt có bị kẹt hay không? Nếu có kẹt thì kẹt thế nào? Lúc đó đó, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cũng rất là ngạc nhiên thấy chính quyền miền Bắc không có một cái tuyên bố hay là một cái hành động nào để phản kháng. Và sau này đó thì tôi thấy là cái thái độ của chính quyền, chính phủ Việt Nam bây giờ đó đối với tôi được quá yếu. Nghĩa là vì lý gì đó, nghĩa là nhu nhược đối với Trung Quốc. Mà trong lúc đó đó tinh thần nhân dân, dù nhân dân Việt Nam sống ở Việt Nam bây giờ hay là nhân dân Việt Nam sống hải ngoại, mình vẫn còn uất ức là tại vì là lãnh thổ của ông cha mình là một quốc gia khác nhảy vào chiếm mà mình không có những cái biện pháp nào mạnh hơn. Ông vừa dùng tới cái từ gọi là cái từ nhu nhược, thì theo ông bây giờ là suốt sau 40 năm nay rồi, tiếp theo là Trung Quốc năm 1988 lại cũng có những cái hành động tấn công ở Trường Sa đó, chưa kể những cái hoạt động gần đây, và chính quyền Việt Nam ở Hà Nội hiện nay vẫn chưa có động thái nào trình hồ sơ để mà đòi lại chủ quyền của mình ở những cái vùng lãnh hải như vậy đó, thì theo ông đấy phải chăng một lần nữa Hà Nội lại bị kẹt với Trung Quốc? Cá nhân tôi thấy hành động của chính quyền Việt Nam bây giờ đó là quá nhu nhược, là tại vì mấy cái cấp lãnh đạo chỉ huy ở Việt Nam bây giờ đã không có đứng ra mà tuyên bố, chỉ để có tuyên bố chăng thì cũng tổ chức này ở tỉnh nọ hoặc là ở quận nọ là nói ra, những cái đó nó không có ảnh hưởng gì cả đối với thằng Trung Quốc hay là đối với các quốc gia khác. Mình đã là một quốc gia có chủ quyền thì phải những người lãnh đạo của quốc gia từ hành pháp cho đến lập pháp phải có tiếng nói lên, phải có quốc nghị thông báo, và nghĩa là nhân viên ngoại giao tung ra khắp nơi để đưa lại xét lại cái vấn đề. Vì vậy mà tôi đã nhắc lại cái chuyện mà giữa Nhật Bản và Nga, là đến nỗi mà Nga bây giờ cũng phải đồng ý là chúng ta cần nói chuyện với nhau. Thì vừa rồi cái ông thủ tướng Medvedev qua bên Nhật Bản cũng nói rằng thì hai bên cần phải thảo luận cái vấn đề mấy quần đảo trên phía bắc của Nhật Bản. Thì tôi thấy đó là một cái trường hợp điển hình cho thấy cái nỗ lực của chính quyền thì thế nào cũng có đến một cái kết quả đó. Thì Trung Quốc thì họ cũng không có
đến nỗi mà mù quáng, đến nỗi mà không biết đến cái phản ứng của thế giới đối với cái hành vi của họ. Đó là vì vậy mà tôi mới nói là chính quyền Việt Nam của bây giờ là cần phải có những biện pháp mạnh mẽ, và từ cấp chỉ huy chứ đừng có để cấp địa phương. Thì đối với Trung Quốc thì họ coi cái hành động của cấp địa phương đã có ra gì cả. Nay quay trở lại câu chuyện của những người Việt Nam đối với nhau đấy, thưa ông, cuộc chiến ở Việt Nam nó đã kết thúc được là 39 năm rồi. Bây giờ nhìn lại cái sự kiện của Hoàng Sa, nhiều cái binh sĩ, sĩ quan của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh, đã ngã xuống trong cái trận hải chiến đó đó. Và đến nay thì miền Bắc, mặc dù là được kêu gọi đấy, thì họ vẫn không tấn phong những cái người mà đã hy sinh, đã ngã xuống đó đó, thành là những cái liệt sĩ chẳng hạn. Thì nhận xét của ông, cái bình luận của ông thế nào? Cái chuyện này đó, trên cái phương diện quân sự tôi thấy là một người mà quân nhân bất cứ bên nào mà chết vì thi hành nhiệm vụ để bảo vệ đất nước là một anh hùng. Thành thử đó tôi thấy chính phủ Việt Nam bây giờ đã cần phải công nhận những cái chiến sĩ của Việt Nam Cộng Hòa từ địa phương quân đóng ở đó cho đến hải quân là đã thi hành lệnh của chính phủ Việt Nam Cộng Hòa bảo vệ cái lãnh thổ. Theo tôi thấy đó là một cái điều tối thiểu trên cái phương diện quân sự, mình phải chứng minh công nhận cái ơn của cái người lính đó để bảo vệ lãnh thổ của mình, dù lúc lãnh thổ lúc đó của Việt Nam Cộng Hòa bây giờ là của Việt Nam. Nhưng anh em địa phương quân đóng tại Hoàng Sa lúc đó và mấy anh em của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đi ra tái chiến, đó là chính là những anh hùng để bảo vệ lãnh thổ của Việt Nam Cộng Hòa. Cũng có một luồng ý kiến họ giải thích rằng là hiện nay vẫn chưa có thể công nhận những cái người mà đã hy sinh ở hải chiến Hoàng Sa đó là những cái liệt sĩ, là vì họ có một quan ngại rằng cái đó có thể là bị mắc ở cái khâu gọi là chính sách. Thì thông thường người ta chỉ công nhận những cái đối tượng là thương binh liệt sĩ của phía quân đội miền Bắc mà thôi. Thì theo ông cái điều đó có hợp lý hay không? Tôi thấy cái chuyện đó là một cái sai lầm, là không có hợp lý thế nào cả. Mình nói đây đó là nói đến cái nhân mạng của một người lính bỏ mình vì bảo vệ, thi hành nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ. Đó là một cái hành động rất là oai hùng. Dù có những cái khác biệt chính trị hay là có những cái lý do gì khác á, tôi thấy đó là không có xứng đáng mà để dùng cái đó để nói à tôi không có thể nào tuyên bố men đó là không được cả. Theo tôi thấy cái đó là phi lý. Thưa ông, nếu như nay vì lý do là để chuẩn bị cái hồ sơ đấu tranh đó, đòi lại chủ quyền đối với Hoàng Sa cũng như chủ quyền ở trên biển Đông của Việt Nam đấy, mà chính quyền Hà Nội đó họ muốn cầu viện các cái cựu quân nhân, cựu sĩ quan hoặc là các cựu cán sự cao cấp của chính quyền Sài Gòn trước năm 1975 đấy là cộng tác. Không biết là theo ông thì các cái cựu sĩ quan quân nhân đó có nên là cộng tác với chính quyền Hà Nội bây giờ để vì cái chung, tức là đòi lại cái chủ quyền cho Tổ quốc hay là không ạ? Cái câu hỏi anh hỏi là rất là quan trọng. Thì theo tôi thấy đó, nếu mà ở ngoại quốc đó, nhất là ở Hoa Kỳ có rất nhiều tổ chức của quân nhân hay là ngay cả những anh em mà lúc trước không có tham gia chính thức vào cái trận Hoàng Sa cũng bức tức vì cái hành động của Trung Quốc muốn làm một cái gì. Thì theo tôi nghĩ đó là trên cái phương diện mà ngoại giao thì dĩ nhiên là những cái tổ chức đó không có cái tầm mức để đưa lên trên diễn đàn quốc tế, diễn đàn ngoại giao quốc tế như là Liên Hiệp Quốc chẳng hạn. Thì không biết mấy anh em trong cái tổ chức đó nghĩ sao khi mà một ngày nào mà chính quyền của Việt Nam đưa ra cái đề nghị là bây giờ ngồi nói chuyện để làm sao nó để bảo vệ cái lãnh thổ Việt Nam Cộng Hòa. Thì đó là một giả thuyết rất là hay mà tôi cũng chính cá nhân tôi cũng sẽ theo dõi. Nhưng mà vì từ trước giờ chính quyền Việt Nam không có những cái hành động mà gọi là đưa tay ra mà để nói chuyện là bảo vệ lãnh thổ đó thì cũng khó mà tiên đoán được, nghĩa là họ có thể làm cái phản ứng của những nhóm Việt Nam ở ngoài quốc, ở bên Hoa Kỳ hay là bên Âu Châu như thế nào.